Diễm Quỳnh xin được hoan hỉ đến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc và bình an. Thưa quý vị và các bạn, tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 12 âm lịch sẽ phân tích cho quý vị và các bạn trên 4 phương diện: tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để luận giải điều này, Thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã phải dựa vào sao chiếu theo năm và bằng kinh nghiệm hơn 40 năm trong nghề nghiên cứu về huyền học. Thầy Gia Cát cũng chỉ rõ cho quý vị nhìn thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn của mình để từ đó sẽ có được những bước đi đúng đắn, xu cát tỷ hung, đón tài lộc về nhà. Đồng thời qua phần luận giải này, Thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi cho những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Sau đây là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh Đô Trung Hỏa, sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung hiền hậu với mọi người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc và có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, có cái nhìn độc đáo và biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, họ tham vọng lớn, lại luôn thích là người chỉ huy, nên Đinh Mão sinh năm 1987 khiến cho người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo phong thủy Gia Cát, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp cho bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ ra mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2021, gia chủ Đinh Mão bình ổn trong hầu hết mọi khía cạnh. Bạn biết dung hòa thời gian giữa công việc và thời gian cho bản thân. Công việc sẽ đạt được những thành tựu nhất định, tuy vậy tiền lương và tiền thưởng cũng không được cao hơn. Bạn cần phải chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Bính dương hỏa gặp canh dương kim cho nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Đinh Mão nên cẩn thận chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết để cho vấn đề tốt đẹp hơn, yên bình hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mão không khởi sắc trong tháng 12 âm lịch. Bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, khiến cho bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh và chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy có hại cho chính bản thân mình. Xem tử vi năm 2021 tháng 12 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Mão không được thuận lợi cho lắm. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Hễ thấy khó khăn là lùi bước nên không được đi đến bước cuối cùng. Con giáp này thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi Đinh Mão cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình. Nếu không, e rằng chỉ dậm chân tại chỗ và thậm chí là đi lùi. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Đinh Mão năm 2021, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 12 năm 2021 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển.
bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến công chuyện của công việc tuổi Đinh Mão trong tháng 12 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định. Cứ mãi bóc ngắn cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu nợ nần, vay mượn khắp nơi. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không đáng có và cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 12 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy đến với người tuổi Đinh Mão không cẩn thận. Đây sẽ là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến cho khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng cần phải cẩn trọng và nếu có thể thì hãy để cho người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện của mình. Các gia chủ Đinh Mão sinh năm 1987 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vinh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2021 tháng 12 âm lịch này, phương diện tình cảm của tuổi Đinh Mão có nhiều biến động, cần phải tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Gia chủ Đinh Mão đã kết hôn có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các cặp vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, dễ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn và từ đó thì sẽ tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Đinh Mão dễ mất kiên nhẫn và nổi nóng với người thân của mình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Năm Tân Sửu năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi Đinh Mão sử dụng vật phẩm phong thủy Kim Bài Thái Tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, Kim Bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Đinh Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Kim Bài Thái Tuế của Thầy. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 12 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng đã phần nào biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn, may mắn hơn và từ đó thành công hơn. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát mỗi ngày.